Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 5 đã ghi nhận trên 124.700 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan tổ chức bị giả mạo. Trung tâm này cũng đã phát hiện 71 website giả mạo, thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. Hệ thống giám sát kỹ thuật của trung tâm đã ghi nhận có trên 89.300 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy chạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Đồng thời ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan tổ chức.